Năm tín hữu ở Cộng đoàn Công giáo lâu đời của Niger bị khủng bố Hồi giáo sát hại. Cha Mauro Amanio thuộc Hội Truyền giáo Châu Phi cho biết một vụ tấn công xảy ra tại làng Fancio, nơi có các Cộng đoàn Công giáo địa phương đầu tiên, khiến cho ít nhất 5 người chết và nhà thờ bị xúc phạm. Làng Fancio nằm cách thủ đô Niamey của Niger 300 cây số, trong vùng Sonhe-Zema, nơi các Cộng đoàn Công giáo đầu tiên của nước này được thành lập. Người Công giáo đầu tiên của Niger được rửa tội là ông Anthony Duramane. Chính ông là người đã thành lập Cộng đoàn ở Fancio. Ông Amanio báo cáo một cuộc tấn công khác của các nhóm thánh chiến chống lại các cộng đồng nông thôn Niger. Sự việc xảy ra vào sáng 13 tháng 5 2021, khi các tín đồ Hồi giáo kết thúc tháng ăn chay Ramadan. Cha Mauro kể, vào sáng ngày lễ, khoảng 7 phần tử có vũ trang đi xe máy đến và tấn công ngôi làng nói trên, giết chết 5 người và làm bị thương 2 người khác. Ngôi làng bị cướp phá và một thành viên của Cộng đoàn Kitô giáo tên là Joseph cũng bị giết. Cha cho biết thêm rằng các chiến binh thánh chiến cũng đã xúc phạm nhà thờ địa phương, tượng Đức Mẹ, các đồ trang trí trên bàn thờ và các sách phụng vụ khác đã bị đốt cháy. Văn phòng của hiệu trưởng trường công lập cũng bị phá hủy. Theo cha Mauro, nhóm thánh chiến Hồi giáo đã nhiều lần tấn công các cộng đoàn ở vùng nông thôn Niger. Cha nói, một lần nữa, họ cố tiêu diệt mọi thứ có thể là mối đe dọa đối với quyền thống trị của nhóm thánh chiến. Cho đến nay, hàng ngàn người đã chạy trốn, tìm nơi ẩn náu và an toàn ở những nơi khác. Ước tính có ít nhất 1 triệu người phải di tản trong nước, với nhu cầu trợ giúp từ các cơ quan nhân đạo ngày càng gia tăng. Một số Kitô hữu ở khu vực này sống đức tin của họ trong bí mật, và do đó họ sợ bị trả thù. Cha Mauro kết luận, bây giờ là thời gian của các vị tử đạo, trong khi lễ Chúa Thăng Thiên đang được cử hành.